học này diễn ra trong điều kiện đặc biệt khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Bởi vậy, các trường học trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng các điều kiện để tổ chức khai giảng năm học mới, ngắn gọn, trang trọng nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt tại các địa phương vừa xuất hiện các ca mắc COVID-19, công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường sẽ được siết chặt hơn. Cái hình thức để tổ chức thì có 3 cái hình thức cơ bản. Một là với những cái vùng an toàn về phòng chống dịch COVID thì các học sinh có thể đến trường để khai giảng trực tiếp. Hình thức thứ hai là có thể ở những cái vùng đã an toàn nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ hơn thì cho tới 30% học sinh có thể đến trường để khai giảng trực tiếp. Các học sinh khác thì sẽ được tham gia khai giảng trực tuyến. Hình thức thứ ba là đó là ở những cái vùng mà tiềm ẩn nguy cơ cao thì cho các em khai giảng theo cái hình thức trực tuyến. Năm học 2021-2022 được dự báo đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ngành giáo dục tỉnh cũng đã chủ động, linh hoạt các phương án tổ chức dạy và học để hoàn thành kế hoạch thời gian năm học. Các địa phương trong tỉnh đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thêm các trang thiết bị dạy và học, cũng như các vật tư y tế phòng chống dịch, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện đón học sinh đến trường. Này, trường trung học cơ sở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động có hơn 400 học sinh. Cùng với yêu cầu giáo viên, phụ huynh và học sinh khai báo y tế online trước khi đến trường, cũng như thực hiện các biện pháp 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhà trường đã phân công nhân viên y tế đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp và có sổ theo dõi sức khỏe học sinh ở các khối lớp. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị một số các biện pháp phòng chống dịch COVID như sau. Cái thứ nhất đó là đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đeo khẩu trang khi đến trường. Cái thứ hai là tiến hành sát khuẩn và đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp. Và cái thứ ba là hàng ngày kiểm tra, giám sát và đôn đốc cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt 5K trong công tác phòng chống dịch COVID. Chúng tôi đã xây dựng cái phương án phối hợp giữa Ủy ban thị trấn, trạm y tế để khử khuẩn toàn bộ trường trước khi bước vào năm học. Cái thứ hai về phương án cho năm học mới thì chúng tôi đã chủ động cái phương án. Có thể là dịch xảy ra thì chúng tôi đã có cái phương án. Cái thứ nhất là thống kê cái số lượng học sinh có cái máy tính, phương tiện dạy học, điện thoại thông minh để chủ động cái phương án dạy học trực tuyến. Thì đầu năm học thì nhà trường đã chủ động cấp tài khoản cho học sinh. Nếu như dịch xảy ra chúng tôi sẽ có phương án là học sinh học tại nhà. Ngoài việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các trường học trên địa bàn huyện cũng xây dựng phương án kịch bản dạy học cả năm, cụ thể hóa các nội dung theo tuần, tháng, quý để thực hiện trên cơ sở căn cứ và tình hình dịch bệnh có thể xảy ra ở từng thời điểm. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện dạy học theo hai phương án. Phương án thứ nhất là khi điều kiện dịch bệnh ổn định, không có dịch bệnh xảy ra, nhà trường sẽ tổ chức thực hiện dạy học trực tiếp cho học sinh. Và phương án thứ hai là khi có dịch bệnh xảy ra, nhà trường sẽ thực hiện dạy học trực tiếp và trực tuyến cho học sinh. Đối với những học sinh không có phương tiện dạy học trực tuyến, thì nhà trường sẽ tổ chức phân công cho giáo viên là photo bài tập, in tài liệu và gửi cho phụ huynh học sinh hướng dẫn các em học ở nhà. Năm học này, ngành giáo dục huyện Sơn Động có 18.000 học sinh các cấp. Trước thềm năm học mới, ngành giáo dục đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho toàn thể cán bộ giáo viên, đồng thời xây dựng phương án phòng dịch và dạy học theo 3 bậc mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục Tạo tỉnh Bắc Giang, Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động, thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường học xây dựng phương án phòng chống dịch bệnh COVID trong trường học, đặc biệt là quan tâm tới việc là tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh. Và trong năm học này thì nhà trường yêu cầu các nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đảm bảo cho các em học sinh có đủ sách giáo khoa và quần áo bước vào năm học mới. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, ngành giáo dục huyện Sơn Động quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Theo đó, các khoản nợ phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 đều sẽ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, gia hạn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ thêm 6 tháng đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, thay vì chỉ đến cuối năm 2021 này. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay, nếu không nới rộng thời gian trả nợ, doanh nghiệp khó có thể trả nợ ngay được. Giải pháp này được xem như tiếp sức giúp các doanh nghiệp không bị chuyển nhóm nợ xấu, tiếp tục có dòng tiền cho sản xuất.
Theo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, đã có khoảng 25.000 tỷ đồng dư nợ được các ngân hàng thương mại trên địa bàn cho vay từ đầu tháng 6 đến nay. Vì vậy, kéo dài thời hạn cơ cấu, giãn hoãn nợ cho người dân doanh nghiệp là cần thiết và cấp bách, giúp doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh trong tỉnh có điều kiện phục hồi sản xuất, thực hiện thành công mục tiêu kép. Tại công trường thi công đường dẫn lên cầu vượt Đình Chám thuộc dự án nâng cấp đường gom bên phải tuyến cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn từ cầu vượt quốc lộ 37 đến cầu vượt quốc lộ 17. Đây là những hạng mục cuối cùng, do đó khí thế lao động rất khẩn trương. Bởi khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần giải bài toán ùn tắc, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường gom từ khu công nghiệp Vân Trung đến khu công nghiệp sau khi đổi Hoàng. Chúng em là với cả các công ty là đang rất cố gắng nỗ lực, kể cả ngày nghỉ vẫn cố gắng, anh em là máy móc là vẫn đầy đủ để làm cho nó hoàn thiện được trước ngày 15 tháng 9 để gọi là đạt được thừa tiến độ để của công ty và ban đề ra. Dù mới khởi công trong tháng 7, dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 298 đoạn từ xã Liên Sơn, Tân Yên đi thị trấn Nính, huyện Việt Yên đã giải ngân được 63% kế hoạch vốn của năm. Khắc phục khó khăn về thời tiết, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhà thầu huy động hơn chục máy móc các loại cùng gần 100 công nhân chia thành nhiều mũi tổ chức thi công các hạng mục. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này thì ban chỉ huy công trình đã vẫn tổ chức hoạt động theo đúng tiến độ là 100%, máy móc và nhân lực vẫn hoạt động đầy đủ và tinh thần của anh em trên công trường là rất là phấn thoải mái, tư tưởng phấn khởi. Chúng tôi đã chỉ đạo các nhà thầu tập trung máy móc thiết bị nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công và tập trung thi công không nghỉ ngày 2/9 và sẽ đáp ứng để bù lại những cái khối lượng mà cũng đã ảnh hưởng trong cái đợt dịch bệnh vừa qua và đảm bảo được cái tiến độ kế hoạch mà đã đặt ra và ký kết với chủ đầu tư. Ban quản lý dự án đầu tư các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh đang làm chủ đầu tư hơn 30 dự án lớn nhỏ, trong đó có nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối các vùng miền địa phương. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực phương tiện, tổ chức lao động tăng ca để bù lại thời gian tạm nghỉ chống dịch. Đặc biệt, việc giám sát chất lượng thi công được đặc biệt quan tâm. Để đảm bảo với chất lượng công trình thì tất cả công trình thi công giao thông, công trình nông nghiệp thì các công trình thi công thì đều phải tuân thủ các quy trình quy phạm chỉ dẫn kỹ thuật đã được yêu cầu trong cái hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư. Và khi triển khai thi công thì ban sẽ thành lập cái tổ giám sát thường xuyên kiểm tra giám sát trong quá trình thi công từng hạng mục công việc một và cái chất lượng, đặc biệt là chất lượng vật liệu đầu vào chúng tôi kiểm tra ra nghiệm thu vật liệu đầu vào trước khi thi công các hạng mục tiếp theo. Cùng với việc khởi động lại các dự án đã triển khai, trong thời gian tới thêm nhiều dự án mới cũng sẽ được khởi công với mục tiêu sẽ giải ngân hết vốn đầu tư công trong kế hoạch của năm nay. Tất cả đang nỗ lực nhằm thực hiện thành công mục tiêu kép của chính phủ vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Huyện Việt Yên đã rà soát thống kê được gần 3.600 hộ kinh doanh nhà trọ, tương ứng hơn 58.000 phòng trọ. Một số công ty đã hoàn thành thương thảo hợp đồng với hiệp hội nhà trọ, đưa công nhân vào ở, như công ty Lắc Xe, thống nhất lựa chọn các nhà trọ ở khu vực thôn Quang Biểu, xã Quang Châu với số lượng 500 phòng trọ, tương ứng với 1.000 công nhân đến lưu trú, đã dự thảo hợp đồng nguyên tắc gửi cho hiệp hội và Ủy ban nhân dân xã Quang Châu để thống nhất phương án sắp xếp phòng trọ. Tiêu chí các nhà trọ khu lưu trú theo quy định phải đảm bảo ánh sáng, diện tích mét vuông trên người, có nhà vệ sinh khép kín. Theo thống kê, đến nay toàn huyện đã có gần 52.000 công nhân thuê trọ. Trong số đó, gần 50.000 người cam kết thực hiện các quy định phòng dịch, hơn 44.000 người khai báo y tế. Tại xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng, mỗi ngày có hàng chục tấn rác thải sinh hoạt được tập kết về khu vực bãi tập kết tập trung của xã. Thay vì xử lý đốt bằng công nghệ lò đốt theo chỉ thị 17 của Ban Thường vụ, thì địa phương là tiến hành đốt thủ công như thế này. Rác thải sinh hoạt không được phân loại và đổ đống về đây, tạo thành bãi rác khổng lồ và gây ô nhiễm nặng nề. Và mỗi buổi chiều, tổ vệ sinh môi trường của xã lại tiến hành đốt thủ công, khiến bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp cánh đồng, cũng như khu dân cư, gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương. Việc xử lý rác theo phương pháp đốt thủ công như thế này đã được tỉnh yêu cầu dừng từ 2 năm nay, nhưng địa phương vẫn còn thực hiện. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng sớm có biện pháp chỉ đạo để cải thiện môi trường trên địa bàn xã Tiền Phong để đảm bảo thực hiện đúng tinh thần chỉ thị 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chương trình mà nó mang ý nghĩa rất là sâu sắc. Chương trình này nhằm khơi dậy cái truyền thống anh dũng bất khuất kiên cường của cả dân tộc Việt Nam, đồng thời của nhân dân Bắc Giang trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giành lại độc lập tự do cho nước nhà. Và đây cũng là một cái chương trình mà nó mang một ý nghĩa nữa, tức là trong cái thời điểm mà
Bắc Giang chúng ta vừa đã trải qua một cái đợt chống dịch vô cùng quyết liệt, một cái sự đồng lòng, đồng sức của toàn đảng, toàn dân, của tất cả các cấp chính quyền đã tham gia vào công cuộc chống dịch và chúng ta đã chiến thắng. Rất là phấn khởi ạ, bởi vì là mấy tháng gần đây là chúng em không được hoạt động nghệ thuật, không được hoạt động lĩnh vực chuyên môn của mình. Rất là phấn khởi và lên tập luyện, mọi người rất là háo hức. Tuy rằng là có rất là... Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch tiêu thụ được gần 18.000 tấn trên tổng sản lượng 20.000 tấn nhãn, gần 7,6 nghìn tấn trên tổng sản lượng 15.000 tấn na và khoảng 49.000 tấn trên tổng sản lượng 340.000 tấn rau các loại tại thị trường trong tỉnh và một số địa phương lân cận. Như vậy, hiện đã tiêu thụ được 100.000 tấn trên tổng số 375.000 tấn nông sản các loại. Theo đánh giá, tình hình tiêu thụ nông sản cơ bản ổn định, các doanh nghiệp hợp tác xã sản xuất tiêu thụ nông sản của tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiêu thụ trong tỉnh, đồng thời tìm kiếm đối tác thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Cùng đó, cơ quan chuyên môn cũng đã chủ động phối hợp với các địa phương trong tỉnh, các tỉnh lân cận tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục vận chuyển lưu thông hàng hóa trong lúc dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh. Đến tận hộ kinh doanh, thực hiện kiểm tra các điều kiện hồ sơ giấy tờ. Khi các hộ có đủ điều kiện về mặt bằng, cơ sở vật chất theo quy định và đặc biệt là có giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đã học lớp chuyên môn về kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cơ quan chuyên môn có thể cấp luôn giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện kinh doanh ngay tại chỗ. Trước kia thì còn phải làm thủ tục mất 15 ngày, nhưng bây giờ là được trao tận nhà như này là tôi rất tôi thấy rất thuận lợi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng rất vui mừng các đoàn đã đến và kiểm tra đầy đủ và cấp cho chúng tôi, đỡ việc đi lại và cũng nhanh và thủ tục gọi là gọn và làm đều tốt. Hiện toàn tỉnh có khoảng hơn 2.000 cửa hàng kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật. Giấy chứng nhận cơ sở có đủ điều kiện kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật là điều kiện bắt buộc đối với các cửa hàng. Mục đích là nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực này, đáp ứng nhu cầu vật tư phân bón phục vụ sản xuất của bà con, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Tuy nhiên, theo quy định trước đây, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh phân bón phải mất 15 ngày và thuốc bảo vệ thực vật phải mất 20 ngày. Đó còn chưa kể phát sinh phụ phí do phải qua trung gian. Trước thực tế đó, việc cấp chứng nhận tại chỗ đối với thủ tục này đã được triển khai. Chúng tôi đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất là chúng tôi làm trong ngày. Đối với cái phân bón là 10 ngày theo quy định và thuốc bảo vệ thực vật là 15 ngày theo quy định. Như vậy chúng tôi tự làm rút trong ngày. Như vậy thuốc bảo vệ thực vật là giảm được 14 ngày. Phân bón là giảm được 9 ngày. Còn phương án thứ hai là chúng tôi là vẫn làm theo quy trình bình thường. Là các hộ rồi là các tổ chức cá nhân thứ là vẫn gửi hồ sơ qua trung tâm dịch vụ hành chính công, nhưng chúng tôi thứ là sẽ tiến hành tổ chức thẩm định và cấp giấy chứng nhận là tại hộ gia đình. Như vậy là thời gian phương án hai chúng tôi cũng rút ngắn được 20% đối với phân bón thuốc bảo vệ so với cái quy định. Qua thời gian triển khai trên một số địa bàn các huyện như Lục Ngạn, Lạng Giang, Lục Nam cho thấy việc triển khai cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh phân bón thuốc bảo vệ thực vật tại chỗ đã góp phần giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng và tạo sự hài lòng cho người dân. Cái ưu điểm của cái phương pháp này chúng tôi thấy là thứ nhất là tạo điều kiện cho các hộ dân thứ là cấp thủ tục là nhanh chóng gọn gàng trong một ngày. Thứ hai nữa là giảm phát sinh những chi phí trung gian và tạo sự hài lòng cho các tổ chức cá nhân được cấp cái giấy chứng nhận này. Và hai, thứ qua đó cũng nâng cao cái tinh thần trách nhiệm đối với cái cán bộ thực hiện cái nhiệm vụ thủ tục hành chính này của đơn vị chúng tôi, phục vụ người dân tốt nhất. Đây chỉ là một trong số rất nhiều thủ tục hành chính thuộc chuyên môn của ngành nông nghiệp được quan tâm cải cách nhằm tạo điều kiện tối đa cho các cơ sở kinh tế như hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Cùng đó nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên môn, góp phần cải thiện thứ hạng và củng cố vị trí DDCI của Sở Nông nghiệp. Theo đó, các ngân hàng tổ chức tín dụng phải chịu trách nhiệm trước Ngân hàng Nhà nước về việc cung ứng tiền mặt cho các khách hàng trên địa bàn, đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng phải duy trì dịch vụ thu đổi ngoại tệ, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn hoạt động ngân hàng, thường xuyên theo dõi sát diễn biến thu chi tiền mặt toàn hệ thống để kịp thời xử lý,
đáp ứng nhu cầu chi tiền mặt trong thời gian nghỉ lễ, đảm bảo hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, đúng quy định. Cụ thể, huyện Tân Yên có 122 trường hợp F0, hơn 2.500 trường hợp F1, trong đó có hơn 1.500 trường hợp có phiếu thu tiền ăn được đề nghị hỗ trợ. Hiện Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện đã phê duyệt hỗ trợ 24/122 trường hợp F0 với số tiền hơn 32 triệu đồng và 1.446/1.547 trường hợp F1 với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Một số trường hợp chưa được xét duyệt là do còn thiếu các giấy tờ liên quan. Các trường hợp từ F1 lên F0 được miễn tiền ăn khi trở thành F0 nhưng đã làm hồ sơ thanh toán khi là F1. Ngoài ra, Phòng Lao động Thương binh Xã hội cũng đề nghị hỗ trợ bổ sung đối tượng là trẻ em với số tiền 93 triệu đồng. Theo thống kê, huyện Lục Nam hiện có 32 bến bãi ven sông chứa cát sỏi, trong đó có 25 bến bãi nằm trong quy hoạch, 7 bến bãi nằm ngoài quy hoạch. Để đảm bảo an toàn đê điều trong mùa mưa lũ, huyện Lục Nam yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã thị trấn chỉ đạo các tổ chức cá nhân tạm dừng hoạt động chất tải vật liệu sản xuất ở bãi sông, đồng thời phải tự giải tỏa hết vật liệu, tháo dỡ các công trình như nhà xưởng, tường rào, dây chuyền sang tuyển than, không có giấy phép, sai phép và di chuyển hết vật liệu khỏi bãi sông. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ hoạt động của các bến bãi trong mùa mưa bão, không để phát sinh thêm các bến bãi mới. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam chỉ đạo các cơ quan chuyên môn như Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã thị trấn, các chủ bến bãi nghiêm túc thực hiện. Mạng lưới sông chảy qua địa bàn tỉnh Bắc Giang có tổng chiều dài trên 200 km. Mỗi ngày trên các tuyến sông đều có rất nhiều các phương tiện tàu, thuyền, xà lan lưu thông. Trong đó lượng phương tiện chở đất chiếm số lượng không nhỏ. Chính vì vậy, việc kiểm soát các phương tiện này đã được tập trung tăng cường. Trong quá trình tuần tra kiểm soát thì chúng tôi là chú trọng cái công tác tuyên truyền đối với các chủ phương tiện. Trường hợp mà không chấp hành và không có chuyển biến thì chúng tôi đều kiên quyết xử lý. Tàu HD3359 có trọng tải 660 tấn lưu thông trên tuyến sông Thương thuộc địa bàn xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng. Quá trình kiểm tra của lực lượng chức năng đã phát hiện tàu chở 450 mét khối đất san lấp vận chuyển từ huyện Lục Ngạn xuôi về huyện Việt Yên. Việc vận chuyển quá tải đã khiến cho tàu vượt quá dấu mớn nước an toàn nên đã bị đội cảnh sát đường thủy xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay là do lấy hàng trên kia nó bị cạn nên em lấy hơi quá. Thì với cơ quan xử phạt thế này là em thấy lỗi em rất là đúng. Thì là em sẽ rút kinh nghiệm lần sau. Còn trên tuyến đường quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang, mỗi ngày có không dưới 60 lượt phương tiện chở đất san lấp lưu thông đi qua. Trong đó, nhiều phương tiện chở đất có trọng tài lớn đã vi phạm về cơ nới thành thùng, chở quá tải trọng cho phép. Những hành vi cố tình vi phạm đã bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm. Trước kia thì có cơ nới thì nhưng mà bây giờ đã cắt xuống. Nhắc nhở bên các anh đã nhắc nhở thì phải cắt xuống. Kiên quyết xử lý các trường hợp và quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe, đồng thời yêu cầu lái xe chấp hành tốt cái quy định 5K về phòng chống dịch COVID-19. 8 tháng của năm 2021, Công an tỉnh Bắc Giang đã lập biên bản xử lý 1.025 trường hợp vi phạm, trong đó có 70 phương tiện quá khổ, 143 phương tiện quá tải, 560 trường hợp lắp thùng xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất, 190 trường hợp vi phạm về bạt tre. Trên tuyến đường thủy, lực lượng chức năng cũng đã lập biên bản xử lý 23 trường hợp quá vạch dấu mớn nước an toàn. Chúng tôi kiên quyết xử lý và yêu cầu hạ tải hoặc quay trở lại cái nơi xuất phát để đảm bảo không có cái hoạt động chở hàng quá khổ quá tải tham gia giao thông. Và đặc biệt là chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát trên những cái tuyến đường ở đây trên cả đường bộ và tăng cường kiểm tra xử lý những cái phương tiện vận tải để tập kết để vận tải ra cái tuyến đường sông. Cũng phải chấp hành đúng cái quy định của pháp luật về tải trọng. Tăng cường kiểm soát phương tiện chở đất trên các tuyến đường, tuyến sông không chỉ góp phần kiềm chế tốt nhất những lỗi vi phạm về quá khổ quá tải mà còn góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đọc cuốn sách Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập, trong mỗi chúng ta sẽ vô cùng ngạc nhiên và khâm phục khi biết rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bản thảo tuyên ngôn độc lập trong căn buồng nhỏ thiếu ánh sáng của ngôi nhà sâu thâm nằm giữa một trong 36 phố phường cổ kính của thủ đô Hà Nội. Bác ngồi làm việc, lúc thì viết, lúc thì đánh máy. Thế nhưng mãi sau này bác đã nói rằng đó là những ngày, những giờ phút
bác được có những giây phút sảng khoái nhất. Để có được một ngày mùng 2 tháng 9 không thể nào quên, thì ít ai biết rằng đó là cả một quá trình dài chuẩn bị với muôn vàn những khó khăn thiếu thốn và cả những hiểm nguy luôn rình rập. Thế nhưng vượt qua tất cả bằng ý chí sắt đá, quyết tâm giải phóng dân tộc và lòng yêu nước nồng nàn, Bác Hồ của chúng ta đã dẫn dắt toàn đảng. Kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam tưởng nhớ đến thời khắc thiêng liêng của dân tộc, thời khắc mà không khí đất trời và lòng người như hòa vào với nhau để cùng hướng về một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, công bố với toàn thế giới biết về một đất nước nhỏ bé đã đánh thắng đế quốc thực dân để giành độc lập cho dân tộc. Và từ đó để cho mỗi chúng ta, mỗi người dân Việt Nam càng thêm yêu quê hương đất nước và ý thức trách nhiệm của mình.